20 chậu đề là chùa Vườn Quệ Đa Quang, còn chùa Gia Lương của Bình Trinh là 30 chậu cúc Tiger. Chi nhánh này là ở chợ Viên. Nay đi hoa cho chùa Phước Quang nha mọi người ha. Ở này là thầy chủ trì chùa Phước Quang. Đây là chị Linh. Dưới này chỉ bữa nay chỉ chợ viên hoa cúc cho chùa Phước Quang anh chị ha. Thì có hoa cúc vàng hè nè. Hôm nay cũng đã là sáng 27 rồi anh chị ha. Đây là mấy cô. Hoa cúc. Để quay đám hoa ở vườn cho anh chị xem nha. Đây anh ca. Cái này là mấy cô là mua bông nha anh chị ha. Hiện tại là số lượng bông cũng đã hết rồi. Nay thì chủ vườn như là team là hỗ trợ trợ duyên cho chùa Phước Quang để trưng Tết đó anh chị. Sáng thì đã đi một chùa là chùa Gia Lương ở gần đây, giờ tiếp tục là chùa Phước Quang ha. Bên em là đi cúc vàng hè nha anh chị ha. Để cho chùa sáng quay tiếp lại, tại vì cũng bán được một số anh chị, cũng gần về bờ rồi. Thành ra là còn số hoa đẹp á để gửi cho chùa. Anh chị thấy số lượng cũng đã giảm dần rồi, giờ chỉ 27 rồi, hiện nay cũng bắt đầu là bán lẻ nha anh chị. Số lượng thì bên em cũng giảm giá, hạ giá xuống cho cô chú anh chị ở gần đây á. Chung là những hoàn cảnh khó khăn thì cũng có thể là mua hoa để trưng Tết được. Này là màu gà phụng dĩ ha, đỏ với phụng dĩ vàng. Thì dùng hoa bên em thì hiện tại là chỉ còn hoa cúc Hà Lan là còn số lượng nhiều nha anh chị ha, với sóng đời, với một số hoa cúc khác, ví dụ như là cúc ban mai, thọ hương nha anh chị ha. Đây là mấy cô này đang mua hoa, cô là mua hoa là ban mai. Cái này chợ duyên chùa luôn. Cái này là chợ duyên chùa luôn ha. Em chợ duyên cho chùa. Có lẽ 10.000. Chợ duyên cho chùa là 30 chậu cúc Hà Lan, một cặp mâm xôi, 20 chậu rề và chùa Vườn Quệ Đa Quang, còn chùa Gia Lương của Bình Trinh là 30 chậu cúc Tiger. Rồi. Nói chung là phần cúc còn lại là em trợ duyên cho chùa hết, mấy chùa đường gần đây luôn. Rồi. Nói chút nữa là tới chùa ngoài đây. Cái này hồi sáng em quay nhanh tổng quan video, giờ chợ duyên cho chùa như vậy thôi. Chúc anh chị buổi sáng vui ha. Dạ.